cách pha cho người yêu để nắp kịch chồng bay xuống lòng đất. Khi tôi bất ngờ chơi lớn tặng món quà đạt kỷ lục Việt Nam cho người yêu kiểu. Một bất ngờ đạt kỷ lục Việt Nam dành cho Lạc Quang. Bất ngờ gì? Xem đi biết. Bất ngờ gì má? Sắp có bất ngờ. Bất ngờ gì? Hôm nay tôi sẽ làm ảo thuật cho mọi người xem. Tôi sẽ làm bình nước này nó cạn dần mà không cần phải uống. Từ từ, nhìn nha. 1, 2, 3. Rớt sao cho không bị quýnh lại. Ê, ông Nguyên, chơi trò này với tôi đi vui lắm. Gì hôi tính vụ nữa, không chơi đâu. Chơi đi cho 100 ngàn. Chơi. Luật chơi là nếu ông đánh trúng tay tôi sẽ cho ông 100 ngàn, ok không? Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cho 100 ngàn nè, nín đi. Cảm ơn nha. Và vô. Thương em khi mùa bảy. Em không phải em nha. Em thương em khi mùa thu. Đó, vô. Thương em khi mùa. Em thương em. Thương em. Được, vô 2, 3, vô. Thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hạ. Hạ, hạ là phải hạ giọng xuống nha. Mùa hạ, thương em sang mùa hạ. Vô. Thương em sang mùa hạ. Mùa hạ. Mùa hạ. Mùa hạ. Nó xuống nè. Mùa hạ. Đi xuống nè. 2, 3, vô. Thương em sang mùa hạ. Đó nha. Thương em sang mùa hạ. Mẹ đi. Nghe nè. Thương em khi mùa thu. 2, 3, vô nè. Thương em khi mùa thu. Thương em sang mùa hạ. Thương em băng qua mùa đông. Gì hay quá. Thương em vào lòng. Ê ông Nguyên. Hả gì? Tự nhiên tôi muốn làm mẹ quá à. Cái gì vậy bà nội? Tôi muốn thử làm mẹ một lần trong đời. Ông cho tôi làm đi. Ủa gì vậy, sao đột ngột quá vậy, chắc chưa? Chắc thiệt, làm ngay hôm nay luôn, làm liền. Đừng có hối hận nha. Không hối hận. Làm thì làm. Âu ơ dí nhậu cầu giang nóng đi. Đó biết gây là dở trò mà. Im lặng, em bé là không có biết nói. Âu ơ dí nhậu. Khóc coi, em bé là không có được im. Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ cho anh bà Yến bằng một nụ hôn nồng cháy với mù tạt để xem phản ứng của bà như thế nào nha. Yến ơi, hôn Yến ơi. Về vậy, đang làm việc rồi, không rảnh. Yến lại hôn Yến rồi hả? Yến hôn Yến rồi. Đang làm việc mà không có rảnh. Hôn mình đi má. Yến rồi, hôn Yến. À, không có rảnh, đang làm việc rồi. Sao rồi? Gì? Bị gì vậy? Không muốn nữa. Bị gì vậy? Bị gì vậy? Ai bị nghe coi? Ai bị nghe? Ai bị nghe? Ai bị nghe? Tại mày chờ tiếp đi. Đáng đời.
Hôm nay tôi sẽ cho ông Nguyên thử gọi điện và giả bộ được trai lạ tặng quà, xem phản ứng của ổng như thế nào. Hello em đây. Dạ em nghe đây. Tối nay em có rảnh không? Dạ rảnh, mà có chuyện gì vậy? À tại vì cũng lâu rồi hai đứa mình không có đi với nhau ý, nên là anh cũng thấy nhớ em. Ủa nói chuyện ai vậy? À em cũng vậy, hơn 2 tuần rồi mà. Vậy tối nay anh qua đón em ở chỗ cũ nha. Có gì sáng mai anh sẽ đưa em về sớm. Đâu đón gì vậy? Dạ dạ dạ, anh đợi em xíu nha. Dạ dạ dạ. Ủa thằng đó là thằng nào? À, anh có quà tặng đó hả? Màu hồng đúng không? Em nhận rồi, cảm ơn anh nha. Quà gì? Thôi thôi tắt máy. Cái này đúng không? Tặng cái gì mà tặng? Là sao mà ngồi mà cười? Bạn có gì đâu. Bạn gì mà tự nhiên người nhớ nhớ rồi anh qua đón em rồi hôm nay tặng quà rồi gửi em tình yêu bé nhỏ của anh là làm sao? Trời ơi khóc kìa. Má ơi để tôi dỗ ổng đây. Ôi mà đừng khóc mà. Ôi nằm xuống đi giải thích cho. Sao hết giận chưa? Hết giận rồi, thoải mái lắm. Ủa? Gì vậy? Ai vậy? Alo. Alo anh đâu à? Qua nước em đi chơi nha. What the fuck? Ai vậy? Gội đầu mà gội đầu, gội cái đầu chua lè, gội cái đầu cây xè, gội sạch nghe, gội chân sau, nhìn ra nhau. Gội đầu mà gội đầu, gội cái đầu cho sạch, đầu sạch ơi đầu sạch, đầu sạch rồi đi đâu, đầu sạch rồi về đâu. Thử thách uống chanh không cảm xúc. Ai giữ được lâu hơn? Được nhiêu đây? Chơi. Vô. Đưa ly xì thiệt hả? Đúng rồi, có 3 bao lận nè, chọn đi. Ừ, vậy lấy cái này. Ủa? Chơi kỳ quá. Nè, còn 2 bao này, chọn đi. Thôi, không lấy đâu, đừng hòng mà dụ tôi. Lấy đi, biết đâu có bất ngờ rồi sao. Vậy lấy con này. Ủa, nữa hả? Đắng mạnh lên. Còn bao nữa này lấy không? Thôi không lấy đâu, bà chơi kỳ quá à. Ở chổng chắc là rửa chén giặt đồ chứ gì. Nhớ là không lấy đó nha. Ừ không lấy đó. Không lấy thì tôi lấy. Ê ông Nguyên, tôi mới mua được cái món này hay lắm nè, muốn lấy không? Gì? Món gì? Cho xem đi mới biết là lấy hay không chứ. Thì lấy đi mới biết được chứ, mà lấy là phải xài đó nha. Ok, lấy luôn. Mà lại gì vậy? Tên 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 tên, máy vặt lông à nhầm, máy quét lông toàn thân cực êm và sát quét lông nè. À thôi, dẹp giùm cái. Chuẩn bị quét lông thôi nào. Bật cái nồi cho nó nóng lên rồi cho sáp vô. Sáp nó bắt đầu chảy ra rồi nè, chuẩn bị quét thôi nào. Sao nóng vậy? Không giỡn đâu, không giỡn đâu. Ê, nó khô rồi nè. Thôi, đã về luôn đi. Một. Ủa gì vậy? Cái chuyện này nó hơi khó nói. Ủa là sao? Vậy? Hơi khó nói. Không quan trọng lắm, nghiêm trọng lắm. Chuyện gì? Gì vậy? Tao đã có thai rồi. Tao có thai 2 giờ rồi. Tụi mày làm gì chắc tao vậy? Tao có làm gì đâu mày. Sao? Không biết gì đâu. Ủa, hôm nay đâu có phải ngày cái tháng tư đâu mà ngày 2 tháng 4 mà. Ủa? Ủa? Vậy đây, vậy vậy vậy, chào anh rồi. Trời, hôm nay là ngày cái tháng 4 mà.
thử thách ăn kẹo chua nhất thế giới và cái kết chua lè chua lét. Đây là một bịch kẹo chua siêu chua luôn nha mọi người. Và bây giờ tôi với bà Yến sẽ ăn thử để xem như thế nào nha. Ai giữ được trên 30 giây người đó thắng. Go. Người hướng nội với người hướng ngoại là cái gì ạ? Thì người hướng nội là người ít nói, không thích ồn ào. Còn người hướng ngoại là người thích giao tiếp hay ra vẻ. Ủa vậy bà là người hướng gì? Đoán xem. Bà là người hướng ngoại đúng không? Không. Vậy là hướng nội chứ gì? Ta biết rồi. Ủa vậy rốt cuộc hướng gì? Hướng về ông. Bao yêu thương ngọt ngào này giờ như đó à. Sợ anh quá. Anh, ví dụ như là có một con nhỏ trong bữa tiệc nó gặp anh nó sẽ kiểu: ơi trời ơi, anh ơi, anh đẹp trai quá, cho em xin anh tư đi. Anh sẽ làm gì? Anh nói gì? Anh cho em xin anh tư đi anh ơi, anh đẹp trai quá à. Anh làm gì? Oh my god. Trời ơi, sao kinh đẹp quá vợ. Trời ơi, cái nói đẹp ghê luôn á. Hôm bữa chồng chị cũng mua cho chị một cái vậy á. Mặt ngon lắm nha. Ủa mà sao không có cưng mua ở đâu vợ? Sao không có cưng mua ở đâu vợ? Cho xin cái hãng đi, được không? Là bể bóng vậy đó hả? Vậy đó. Cách để không bị đầu quà vào ngày 8 tháng 3 có thể bạn chưa biết. Anh ơi, đây ngày 8 tháng 3 đó, tặng quà cho em đi. Ủa mắc gì anh phải tặng quà? Thì em là phụ nữ, anh là đàn ông. Thì trong ngày 8 tháng 3 đàn ông phải tặng quà cho phụ nữ đúng không? À, là phụ nữ là được tặng quà, còn đàn ông là phải tặng quà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, tặng. Rồi, đi ra đi, đợi xíu thì có liền. Rồi, đi ra đi, đợi xíu anh tặng cho. Hello, chào em, chị là chị gái nuôi của em nè. Nghe nói ngày 8 tháng 3 là đàn ông sẽ tặng quà cho chị em mình đó. Em có anh trai nào mà đẹp đẹp không giới thiệu cho chị với. Chị cũng muốn được tặng quà nữa. Từ hồi mà chị trở thành phụ nữ, chị thích ghê. Chị đợi em xíu nha. Ok. Alo, anh hả? Em độc thân rồi, em mới chia tay bồ xong. Bữa anh hẹn em đúng không? Giờ đi chơi nha, đi chơi 8 tháng 3 anh tặng quà cho em nha. Nha. Cái gì đấy? Mày nói là nào? Dẹp, tặng thì tặng. Có ai đâu. Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ thử troll bà Yến để xem có mức độ quan tâm của bà dành cho tôi như thế nào nha. Let's go. Bây giờ tôi sẽ giả bộ bị kẹt tay vô cửa. Giờ tôi sẽ giả bộ đóng cái cửa cái rầm như là bị kẹt tay nha. À, Yến ơi, bị kẹt tay rồi. Yến ơi, bị kẹt tay rồi. Yến ơi, bị kẹt tay. Where are you? Gì vậy? Ơi, thôi đừng giận nữa. Yến, thôi đừng giận nữa, có quà nè. Nè. Gì vậy? Ê, mở ra coi, quay ra. Quà bự vậy? Cái gì vậy? Cái nịt. Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ cho bà Yến bằng filter sửa mũi để xem phản ứng của bà như thế nào nha. Get go. Giờ chụp tấm hình cái coi. Xong cái nhắn tin gửi. Bây giờ tôi sẽ hóa trang bịt khẩu trang lại cho nó giống thiệt, đợi xem phản ứng của bà như thế nào.
gì hết vậy? Có đau không? Mở ra xem coi. Mở ra đau lắm, tại muốn cho bà bất ngờ mà. Bất ngờ gì trời, tự nhiên luôn. Nè uống cái này nó giảm đau đi. Trời trời, chắc là đau lắm nè. Vậy cảm ơn nha. Ủa sữa mũi hả? Thiệt không? Cho xem coi. Rồi không được, bác sĩ đâu có cho. Mà đói quá à, dở gì có gì ăn. Đợi xíu đi, mệt quá. Sữa mũi à, mày xạo rồi, tới số với tao. Cái gì à? Quýt tết. Gì hả? Đang ngửi sữa mũi mà. Quýt lên đi. Cách để quýnh tròn đứa bạn thân mà không bị quýnh lại. Let's go. Bước 1, vẽ con ruồi hay là con mũi lên tai. Xong rồi nè. Bước 2, tìm đứa bạn thân và quýnh nó. Gì vậy bà nội, tiếng quýnh tao? Ngồi, ngồi, ngồi nè, không có gì đâu. Ngồi. Gì vậy? Ngồi, ngồi mà, nè bay nè. Biết đây, dạ, ngồi. Đó, thấy chưa, nãy giờ nó đâu có biết đâu. Bà con nhớ thử cách này nha. Này thì không có lấy mà. Vô đây, này thì đập người. Thử cho ông Nguyên nhuộm tóc cho ổng khi ổng đang ngủ. Get go. Nhìn ông Nguyên ông đang ngủ say quá kìa. Bây giờ tôi sẽ nâng tông nhẹ cho ông Nguyên nha. Nâng ông ngủ không biết trời chăng mây gió gì luôn. Ngáy khò khò như con heo kìa trời. Tiếp theo chàng cái miếng lót để nhuộm cho đỡ dính áo. Đeo bao tay vô. Sau đó chét chét thuốc đều lên cái đầu của ổng. Trời ơi, ông xem tỉnh hết hồn má ơi. Chét thuốc xong rồi ủ 30 phút chứ còn gì nữa. Trong lúc đợi ông ủ thì tôi nhuộm cho tôi nè. Bây giờ là vô gội đầu cho ông Nguyên nè. Gội xong đợi khô bắt đầu lên màu cho ổng. Cho ổng lên màu nâu vàng khói luôn. Chọc nhẹ nhàng coi chừng ổng tỉnh. Hết hồn nha má. Xong rồi mình ủ cho nó lên màu chứ còn gì nữa. Sau 40 phút ủ thì gội đầu cho nó sạch rồi sấy tóc. Đây là tóc tôi trước khi nhuộm nè. Đèn tem sau khi nhuộm màu nâu ánh tím quá là tím luôn. Đi chơi vui không? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ê mày. Vậy? Ủa sao tóc tôi chuyển màu kỳ vậy? Ai biết? Ui, sợ quá hả? Ê nhưng mày cũng đẹp nha. Làm sao vậy? Thử thách nhịn cười, get go. Hôm nay tôi sẽ tự tay chuẩn bị một bữa ăn trưa cho ông Nguyên. Bữa ăn là bánh mì sandwich kẹp wasabi nha. Để xem ông phản ứng ra sao nha. Lấy miếng bánh mì ra, chét thật nhiều wasabi lên, tán đều nó ra. Chét một nửa thôi là đủ ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ giả bộ vừa ăn vừa đút ổng nha. Này thì mãi mê chơi game không thèm ăn cái gì hết. Cắn đi, cắn thật nhiều vô. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Ăn nữa không? Ăn đi. Ê cho ăn miếng đi. Đi mà. Nó vậy. Ngon ngon ngon. Dạ chào bánh mày coi. Ê lì xì đầu năm nè, chọn đi. Vậy đừng lì xì thiệt hả? Đúng rồi, có 3 bao lận nè, chọn đi. Ừ, vậy lấy cái này. Ủa. Trời kỳ quá. Nè còn 2 bao này, chọn đi. Thôi không lấy đâu, đừng hòng mà dụ tôi. Lấy đi, biết đâu có bất ngờ rồi sao. Vậy lấy con này. Ủa nữa hả?
Đắng mạnh lên. Còn bao nữa này lấy không? Thôi không lấy đâu, bà chơi kỳ quá à. Ở trỏng chắc là rửa chén giặt đồ chứ gì. Nhớ là không lấy đó nha. Ừ không lấy đó. Không lấy thì tôi lấy. Đau. Tên của em là Nguyễn Hoàng Yến, biệt danh Yến nổi cơm điện, sinh ngày 9 tháng 8 2001, sinh ra thành phố Hồ Chí Minh. Nhỏ gia đình cực khổ nhưng em được ăn học đàng hoàng. Em học ok thì cũng giỏi nhưng mà phải cái nết rất mê trai. Thích màu vàng, thích MTP, hay ăn nên cân cứ tiến lên. Ra trường thì tương lai vô định nhưng lại gặp được cậu nhóc Lập Nguyên. Bén duyên với nghề sáng tạo nội dung top 10 của YouTube Short. Cố gắng vì những người yêu quý.